Hello Sweetie, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Lucia Chin. Video ngày hôm nay sẽ là video mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái sản phẩm mà mình yêu thích ở tháng 3 vừa rồi. Tháng 3 vừa rồi thì mình đã sử dụng khá là nhiều sản phẩm, nhưng mà ở trong video này thì mình sẽ chỉ chia sẻ những cái sản phẩm top yêu thích của tháng vừa rồi. Không để video này dài dòng hơn nữa, chúng mình sẽ cùng bắt đầu vào video nha. Đầu tiên á, đây là một cái sản phẩm đến từ Việt Nam. Mình nghĩ là chắc ai cũng biết rồi đúng không? Bởi vì cái sản phẩm này mình cảm thấy khá là hot. Lý do mình yêu thích cái sản phẩm này á, đó chính là cái khả năng cấp ẩm lành tính rất là cao của em nó sau khi đã tẩy trang xong. Thậm chí nha, là sau khi tẩy trang xong á thì cái da của mình á không cần phải rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm hoặc là skincare ngay lập tức. Như ở một cái video mình đã chia sẻ về những cái bước làm sạch cơ bản cho da á, thì mình cũng đã chia sẻ thẳng thắn á là mình không sử dụng nước tẩy trang để mà lấy đi những cái lớp makeup. Nếu như mà các bạn muốn coi cái video đó thì mình sẽ để link ở đây, hoặc là cái phần miêu tả hoặc là phần bình luận, các bạn có thể bấm vào xem ha. Thì suy cho cùng á, đây là một sản phẩm có khả năng tẩy trang cao, dịu nhẹ cho da, dễ chịu trên da và có giá cực kỳ hợp lý. Bật mí cho mọi người luôn, đây là một sản phẩm duy nhất có giá bình dân trong cái video của ngày hôm nay. Sản phẩm số 2 mà mình muốn nhắc đến đó chính là một cái cây son Love Shine của Bobbi Brown. Mình thật sự cũng không hiểu luôn á, trong tất cả những cái màu á thì thường là những cái màu mắm tôm, nó để hình ảnh trên mạng á, nó luôn luôn khuyến rũ mình và mình đã mua em đó. Thật sự ra á, cái màu này nó rất là kén, các bạn cần phải có full makeup để mà có thể sử dụng em này đẹp. Mình đem cái em son này lên video ngày hôm nay không phải là với nhiệm vụ son môi mà là cho phấn má hồng. Có một cái video shot á, làm thế nào để xử lý những cái cây son màu mắm tôm của mình á, thì vô tình á mình lại nghĩ là mình sẽ sử dụng cho phấn má hồng. Thì đó là lần đầu tiên mình phát hiện ra cái màu này á sử dụng cho phấn má hồng nó siêu đẹp luôn đó mọi người. Trên môi của mình á thì cái em này nó sẽ ra một cái màu xám đất rất là xấu, trừ khi các bạn cần phải make up theo kiểu tông tây rất là kỹ thì cái màu này nó mới lên màu môi đẹp được. Nhưng mà khi mà nó lên trên cái má của mình á thì mình cảm thấy là cái độ hồng của nó phản ánh rất là nhiều, và chính bởi vì cái màu xám đó mọi người, nó tạo hiệu ứng cho mình giống như là đánh khối tự nhiên luôn. Và những cái ngày mà mình muốn một cái make up siêu nhanh để mà đi đâu đó, hay là mình lười á, thì mình chỉ cần bôi cái sản phẩm này lên má, sau đó là dùng tay tap 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 thì tự nhiên cái gương mặt của mình á nó hoàn chỉnh, giống như là mình vừa có tạo khối, mình vừa có phấn má hồng, trông nó rất là xinh, nó rất là nhẹ nhàng. Love Shine của Bobbi Brown á, thật sự nó cũng là một cái dòng son mà đáng để các bạn thử, bởi vì mình cảm thấy là dạo gần đây á thì cái thị trường son môi á nó khá là nhạt nhẽo mọi người, giống như là họ sẽ có rất là nhiều những cái cây son khác nhau, những cái bao bì, những cái chất son nó cũng bắt đầu ra ná nhau. Thì một cái đặc điểm mà khiến cho cái dòng son Love Shine của Bobbi Brown nó để lại cái ấn tượng tốt với mình, đó chính là khả năng giữ màu tươi tắn của em nó sau khi mà mình đã ăn xong á. Cái cây son Clarins mà mình đã nhắc đi nhắc lại thì chắc là các bạn cũng biết rồi, nó là một trong những cái màu son mình yêu thích. Và Bobbi Brown thường sẽ có cái deal mua một tặng một, thì nếu như mà các bạn có mua cái deal này á thì các bạn nhớ nha, mua một cái cây son màu mà các bạn yêu thích và mua một cái cây son màu Bare True để mà dùng má hồng như mình. Tiếp theo đây á sẽ là một cái cây son Glow Play của nhà MAC. Hình như là mình đã nhắc cái em này rồi, nhưng mà thật sự ra á, đây là cái cây son gần như là duy nhất mình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trừ những cái lúc mà mình quay video thì mình sẽ phải bôi những cái cây son có màu khác nhau. Nếu như mà trong cái cuộc sống hàng ngày mình đi đâu đó, mình đi chơi hay là mình làm cái gì đó, mình muốn bôi son thì mình sẽ chụp ngay cái cây son MAC Floral Coral, bởi vì nó tạo cho mình một cái màu tươi tắn tự nhiên và trong trẻo, và nó khiến cho mặt của mình nó xinh hơn. Có một cái nữa là mình nghĩ là cái chất son này nó sẽ rất là hao nha, nhưng mà mình đánh liên tù tì từ cái lúc mà mình từ Việt Nam sang đây là chắc cũng 3 tháng mà cái cây son nó vẫn nhiều như vậy luôn. Có lẽ là khi mà mình đánh nó mình chỉ quẹt một lần như thế này, quẹt 2-3 lần thì cái màu son nó đã dễ thương rồi. Vậy nên có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao cái cây son này nó lâu hết đến như vậy. Cái cây son này của MAC á là một cái cây son dưỡng có màu, và cái màu này nó lên rất là nhẹ. Thì có lẽ đây là một điểm trừ với mọi người, nhưng mà với mình á thì mình cảm thấy nha, cái cây son dưỡng mà nó lên màu càng nhạt thì mình cảm thấy là cái màu nó càng tự nhiên và càng dễ thương, càng tươi tắn trên da. Và khi mà bôi son á thì bởi vì nó là cây son dưỡng có màu nên là nó sẽ không có khiến cho cái môi của bạn bị khó chịu trong cái quá trình mà các bạn đeo. Ngược lại, các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, rất
rất là tự tin khi mà các bạn sử dụng cái cây son này trên môi của mình. Sản phẩm số 4, Retinol 1% của Obagi. Cái sản phẩm này mình mua là bởi vì mình hiếu kỳ và cực kỳ nhiều bạn hối thúc mình review cái em này luôn. Các bạn này á, thì mình đã làm một cái video rất là chi tiết rồi, mình sẽ để link ở đây cho mọi người ha, nếu như mọi người muốn coi thật sự các bạn này có hiệu quả hay không và cảm nhận của em này khi sử dụng trên da như thế nào. Trong video ngày hôm nay á, thì mình sẽ nói rất là ngắn gọn. Các bạn Retinol 1% của Obagi á, thì mình cảm thấy là nó rất là dịu nhẹ. Trong cái quá trình mà mình sử dụng á, thì mình cảm thấy là chưa có một lần nào da của mình bong chóc khi sử dụng kem Retinol này luôn. Vậy nên á, nếu như bạn là một người mới bắt đầu sử dụng Retinol thì bạn có thể sử dụng lên 1% luôn, chứ không cần phải sử dụng 0,5%. Bởi vì đây là Retinol, và Retinol nó là một trong những cái thành phần rất là mạnh mẽ. Nên là nếu như bạn là một người mới bắt đầu sử dụng Retinol thì cần phải thật sự rất là chậm rãi, 2 đến 3 lần trên tuần, để mà da của các bạn nó sẽ bắt đầu làm quen với lại Retinol trước. Sau đó là chúng mình mới bắt đầu tăng dần cái tần suất sử dụng lên. Với bạn này á, thì bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần, đó chính là hiệu quả của em này nó sẽ lâu nhìn thấy hơn. Và trong cái quá trình sử dụng á, thì bạn sẽ nhìn thấy là da của bạn nó sạm, nó hơi bị xấu. Cái này là không phải một mình gặp đâu, mà mình cảm thấy là có vài bạn comment ở dưới cái video của mình nó cũng nói một cái tình trạng y hệt. Sau khi sử dụng xong á, thì da của các bạn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, và mình cảm thấy là da của mình nó thay đổi 180 độ khi mà sử dụng cái em này luôn đó mọi người. Mình nghĩ đây là một cái sản phẩm nó sẽ thích hợp cho những cái bạn mà muốn mua tham khảo một cái sản phẩm Retinol để mà duy trì hơn. Sản phẩm số 5, đây là Estee Lauder. Thật sự ra á, khi mà mình đã trải nghiệm nhiều mỹ phẩm rồi á, thì mình đã không còn có một cái kỳ vọng rất là cao trước khi mà mình trải nghiệm sản phẩm nữa. Mặc dù những cái sản phẩm này nó rất là mắc, bởi vì mình cũng đã trải qua rất là nhiều lần thất vọng rồi đó mọi người. Màu của mình có là màu medium, nhưng mà nó quá tối so với lại da của mình. Nếu như bạn là một người da khô thì bạn sẽ rất là sợ hai từ phấn phủ hay là phủ phấn. Bởi vì cái mà bạn muốn là bạn muốn da của các bạn nó glowy, khỏe, căng bóng. Nhưng mà khi mà các bạn đặt phấn lên á, cỡ nào nó cũng sẽ làm cho da mặt của các bạn trông nó khakey hơn đúng không? Có một lần á, mình được thử cái phấn phủ của nhà Shiseido, do là Kỳ Kỳ cho mình thử á, thì mình đã cảm thấy là wow, nó rất là mỏng nhẹ, nó rất là tự nhiên trên da. Tuy nhiên là nếu như mà mình nhìn một cái khoảng cách gần á, thì nó vẫn sẽ để trên da của mình một cái lớp phấn, và nó vẫn sẽ hơi bột. Nhưng mà lúc đó mình nghĩ là chắc là cái mức độ cao nhất mà phấn phủ nó có thể làm cho mình là ở đó thôi. Nhưng không các bạn ơi, nếu như các bạn trải nghiệm cái phấn phủ của nhà Estee Lauder thì các bạn sẽ có một cái quan niệm hoàn toàn khác về phấn phủ luôn á. Các bạn này á, khi mà lên trên da của mình nó thật sự là tiệp vào trong da luôn, chứ nó không có để lại một cái lớp bột nó phủ trên mặt các bạn. Mình nghĩ là nếu như mà bạn là một người có làn da khô thì bạn sẽ hiểu rõ nét mình đang nói cái gì đúng không? Nhưng mà rất tiếc là bởi vì da của mình nó đang trong cái thời gian nhẹ nắng, nên là cái da mặt của mình nó trắng hơn bình thường á. Mình không thể nào phủ phấn bột trên cả gương mặt với lại cái em này được. Thì mình đã sử dụng em này đánh khối, thì cái màu của nó lên nó tiệp vào da và nó tạo một cái hiệu ứng rất là tự nhiên, nó không có quá sắc sảo. Bởi vì cái màu này là màu medium, nên là khi mà đánh lên da thì nó sẽ có hiệu ứng là cũng có khối đó, nhưng mà nó rất là tự nhiên, nó không có chặt chém giống như là khi mà mình hay đánh khối bình thường. Sản phẩm này thì mình đã tìm rồi, bạn này sẽ không có bán ở bên Việt Nam. Nhưng mà nếu như bạn sống ở nước ngoài chẳng hạn, hoặc là bạn là da khô và bạn đang tìm kiếm một cái sản phẩm phấn phủ mà nó tự nhiên, nó không làm cho phấn nền của các bạn khakey, làm cho da khô của các bạn bị khakey, thì mình highly recommend các bạn thử cái sản phẩm của nhà Estee Lauder này nha. Kết nối với lại nhà Estee Lauder thì mình muốn chia sẻ một cái sản phẩm serum đến từ nhà Estee Lauder. Nó là top của top những cái sản phẩm mà mình yêu thích của tháng vừa rồi. Hey, nếu là serum mắc tiền á, thì nó phải cho mình thấy nó đáng tiền ở chỗ nào. Bởi vì mình là một đứa không có phải bị ảnh hưởng bởi những cái sản phẩm hay là những cái hãng có một cái mức ảnh hưởng lớn đó mọi người. Bạn phải cho tôi thấy cái hiệu quả khi sử dụng nè, cái cảm giác khi mà sử dụng trên da, chứ không phải là chỉ là những cái lời hứa và cái bao bì của em nó. Đây á, là cái serum Estee Lauder bình thường mà nó chỉ có cái phiên bản giới hạn thôi mọi người. Nó y hệt giống như là cái chai serum màu nâu của nhà Estee thôi nha, chứ không có gì khác cả. Thứ nhất, đó chính là em này á, sẽ rất là dễ thấm. Và sau khi thấm á, thì bạn này sẽ cho các bạn cảm giác là tất cả những cái tinh chất nó thấm vào sâu bên trong da của các bạn, chứ không phải là nằm ở trên bề mặt da, hay là có cạnh mỹ phẩm nó nằm trên bề mặt da của các bạn. Giống như là á, các bạn bôi bao nhiêu sản phẩm thì nó sẽ thấm vào trong da của các bạn bấy nhiêu. Thứ hai, đó chính là em này có khả năng cấp ẩm rất
là cao và rất là sâu. Nó không phải là một cái cảm giác dày nó cứ nằm phủ trên bề mặt da của các bạn đâu nha, mà là cảm giác da của các bạn nó đang được ngậm nước đó mọi người. Thứ ba là mình cảm thấy là da của mình nó thức tỉnh hơn và nó có sức sống hơn sau một buổi tối mình ngủ dậy. Đặc biệt là những cái ngày mà mình cảm thấy rất là stress về công việc. Có những cái ngày á mọi người, mình phải làm đến 3 giờ sáng, 4 giờ sáng luôn đó. Và các bạn biết rồi đó, cứ hễ mà ngủ không được á thì da của chúng mình nó sẽ rất là xám. Mà thêm một cái nữa là stress nữa. Vậy nên á, da của mình nó sẽ rất là xám. Vậy mà bôi sản phẩm này lên á thì mình sẽ có cảm giác là da của mình nó được thức tỉnh và nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó sáng hơn rất là nhiều. Nhược điểm duy nhất của cái em này đó chính là mắt. Ở bên Việt Nam thì trên Lazada thường sẽ có những cái đợt sale rất là lớn, giống như là các bạn mua hình như đâu là 30ml tặng 30ml chỉ còn 2,7 triệu thì phải. Chắc chắn 100% á, đây sẽ không phải là một sản phẩm nó có thể thay đổi da của các bạn hoàn toàn 100%, nhưng đây sẽ là một sản phẩm nha mà nếu như các bạn thật sự có điều kiện thì mình highly recommend các bạn thử. Thử là nghiện luôn đó, thôi đừng thử. Ok, vừa rồi đã là tất cả những cái sản phẩm nằm trên top mà mình đã yêu thích trong tháng 3 vừa rồi. Và mình nghĩ rằng cái video lần này nó sẽ hơi trễ, nhưng mà hy vọng lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ không làm cái video yêu thích của tháng này nó qua cái tháng sau. Mình đã chia sẻ xong rồi, và nếu như mà các bạn có những cái sản phẩm nào mà các bạn thật sự yêu thích và các bạn ấy là mình chưa bao giờ nhắc đến cho cái video của mình, thì mình hy vọng rằng các bạn cũng có thể chia sẻ cho mình, bởi vì mình là một người rất là yêu thích mỹ phẩm. Và nếu như mà mình được trải nghiệm những cái sản phẩm tốt và mình có thể chia sẻ cho mọi người nữa thì quá là ý nghĩa, đúng không mọi người? Video đến đây là đã hết rồi. Và nếu như mà mọi người thích video của mình thì đừng quên hãy cho mình một like và một subscribe. Đừng quên là hãy bấm cái chuông thông báo ở dưới để có thể nhận được thông báo mỗi lần mà mình ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye.